Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm rất là lạ ha, của Boss, rất là đặc biệt ha. Đây chính là cái máy không phải là máy mà chỉ là một chiếc đèn ha, chiếc đèn đèn pin, đèn led xài bằng pin. Tôi lấy cho các bạn xem. Đây các bạn thấy ha, đây là một chiếc đèn để bàn hoặc là đèn có thể treo ở công trường ha, nó như vậy. Anh sẽ lấy pin gắn vào cho anh em xem. Đây. Đây là một cục pin 18V 2A. Anh kiểm tra xem còn pin nữa. May quá, còn con một cục à. Cục pin này có đèn có cái công tắc bấm để kiểm tra pin ha. Anh gắn thử đây các bạn nhìn nè, thấy không, rất là sáng. Sáng lóa cái camera luôn, thì đây là một cái sản phẩm mà các bạn có thể mua thêm của Boss. Ví dụ như các bạn đã có một bộ khoan hoặc là một bộ đã có pin 14 hoặc là 18V rồi thì đây chính là một cái sự lựa chọn thêm cho các bạn, rất là hay, rất là tiện lợi, tiện ích khi các bạn làm những công trình ở những vị trí mà nó không có được nhiều ánh sáng, hoặc là nhiều khi mình cần phải làm thêm ban đêm ở những khu vực, hoặc là nhiều khi chỉ đơn giản là mua thêm cái này về để trên bàn làm việc của mình thôi, cũng là một cái thú vui, một cái sở thích. Mình xài những cái hàng mà mình làm kỹ thuật thì mình xài những cái hàng mà nó liên quan đến kỹ thuật, hoặc là treo ở đây bất kỳ nơi đâu, hoặc là mình để ở nhà. Nhiều khi những tình huống mà cúp điện thì anh em mình có thể lấy cái này ra. Ngọc Anh cũng thường xuyên, cứ mỗi khi mà ở công ty, ở nhà Ngọc Anh mà bị mất điện vào ban đêm thì đây chính là một cái sản phẩm nhà Ngọc Anh không bao giờ sợ bị mất điện cả, luôn luôn có ánh sáng bởi vì chiếc đèn này. Nếu như các bạn cảm thấy thích thú với cái đèn này thì có thể để lại số điện thoại ở bên dưới, cũng như là bấm vào cái link ở phía dưới, vào cái website Boss Đồng Nai, hoặc là liên lạc trực tiếp với số điện thoại của anh để tìm hiểu thêm, và cũng như là ring em nó về nhà ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.